Vâng, chào các bác đã quay trở lại với kênh Số Hàng Bãi. Đấy thì tiếp tục lại lên video với những đồng hồ nội địa Nhật các bác nhé. Thì các bác nào quan tâm mã sản phẩm nào liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 này 13198 các bác nhé. Và bước vào xem video thì các bác ủng hộ em giúp em một nút like, một đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh. Đấy, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác giúp em một nút chia sẻ kênh nhé. Giúp em nút chia sẻ kênh. Đấy thì trước mắt các bác là một con Citizen, nó là dùng là dòng pin các bác nhé. Đấy, dòng pin Laker. Đấy, các bạn quan tâm thì mã nào thì các bác cứ liên hệ cho em số 0818 13198 đã ghi trên màn hình rồi. Và bác nào mà có cần nhu cầu đến video trực tiếp thì các bác cứ kết bạn Zalo và bảo em gửi hình ảnh và video trực tiếp các bác nhé. Thì một con Citizen đầu tiên, đấy, nó sẽ chiều cao của nó sẽ được là đi 68 cm. Đấy, được 68 cm chiều cao các bác nhé, 68 cm chiều cao. Và chiều ngang này của nó sẽ được là 30 cm. Đấy, của nó là một mặt đồng hồ và dưới này thì nó sẽ là đầm xoay các bác nhá, đầm xoay. Đấy, trong kia nó có gương phản chiếu, ở đây rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì chất liệu của nó thì bằng gỗ này, đấy, bằng gỗ thì đấy, rất là đẹp luôn. Có chuông, có tắt chuông đêm các bác nhá, có tắt chuông đêm. Và các bác nào không muốn nghe chuông thì các bác sẽ tắt về on là về off cho em. Đấy, còn con này thì chuông của nó như vậy, đánh chuông của nó rất vang luôn các bác nhá, đánh chuông rất vang luôn. Đấy, tròn giờ sẽ đánh đủ còn 30 phút để một chuông thôi. Đấy, các bác quan tâm thì lên mã cho em, lên mã cho em là mã số 275, con mã TL275. Con này thì đằng sau đây nó các bác nhé, đấy, sẽ dùng một viên đại như này. Đấy, các bác nhé, gỗ của nó thì nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho em. Cái này mình di chuyển mà nó lệch đi thì nó sẽ không đồng tâm. Đấy, các bác sẽ nếu mà nó không ấy thì bác đẩy cho em một xíu thôi, để bình thường thôi chứ đừng có đẩy quá nhé, đẩy quá nó sẽ xoắn cốt nhé. Con này thì lên mã cho em là 275, con TL275. Con TL275, con này với một đôi song tiện của nó rất đẹp luôn. Đấy, con này vẫn còn hoàn hảo nhé. Đấy, trụ chiếc vẫn còn, song tiện trụ chiếc vẫn còn. Con này được đến là mã số TL275 là 1.500.000. Đấy, 1.500.000 các bác nhá, 1.500.000 cho mã TL275. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn bác nào mà quan tâm thì lên mã cho em nhé. Rồi đến một con Senko này. Con này con Akizon cái gì đây? Con này cũng pin Laker nhé, con này có lịch luôn này các bác. Con này pin Laker có lịch luôn. Đó, con này sẽ có lịch luôn. Con này về các bác về là khi mà về là các bác phải test cho em là kéo cho em cái móc ở đây nhé. Đấy, kéo nó xuống nhé thì để nó khởi động nhé. Đây thì em quay sát được cho bác nhìn này. Đấy, ở đây nó có một cái cần đây này. Đấy, cái cần chỗ bên cạnh của pin, các bác cho pin vào như này. Đấy, rồi các bác kéo cái này xuống cho em nhé. Đấy, kéo cái này xả ra là bắt đầu nó hoạt động nhé. Đấy, các bác không kéo cái đấy là nó không hoạt động được đâu, tại vì nó là pin Laker. Đấy, pin này nó sẽ dùng cho chuông, còn cơ là nó sẽ chạy, đồng hồ nó sẽ chạy bằng quả lắc này. Đó các bác nhé. Đấy, thì đây con này thì tiếng chuông nó nhiều. Đó, con này thì rất là đẹp luôn, nhưng mà nó bị mất một sứt một góc này nhá, sứt mất cái miếng gỗ ở góc này. Đấy, hai bên nó cao lên, bên này nó rất mất một góc lên cái này luôn. Cái này thì chiều cao của nó sẽ là đi tổng chiều cao được 42.5 cm và chiều ngang này của nó là 26 cm. Mặt kính này của nó là 20 cm mặt kính mo, dưới thì kính chỉ phơ vằn và dùng lịch các bác nhá, có lịch. Cái này lên mã cho 276 này. Con T là 276, con này gửi đến con là 1.250.000. Đấy, 1.250.000 cho mã T là 276. Đấy, một con máy của Chasiton, Mazda 3. Đấy,
Dekin Kaka Zapa. Các bác lên mã cho em là mã 276 này. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Rồi tiếp tục lên một con con mã số con Senko này. Đấy, con Senko. Con này con này mã số của nó là 277. Con này hiệu Senko. Con này dùng cho bác là hai quả pin đằng sau nhé. Đấy, dùng hai quả pin đằng sau, hai quả pin đại đằng sau. Đấy. Hai quả pin đại đằng sau. Con này nó ở đây nó có tắt chuông nhé. Đấy, có tắt chuông. Con này chiều cao của nó sẽ được là đi 34,5 cm và chiều ngang của nó 23,5 cm. Mặt kính của nó 20 cm, mặt kính mo, mặt kính mo con nhé. Đấy, con này thì các bác quan tâm thì lên mã cho em sẽ test chuông cho con này. Con này 30 phút không có chuông các bạn. Con này số nổi các bạn nhé. Cái dòng pin Liker này là nó đánh chuông nó cũng hơi thong thả, nó không có nhanh như thằng pin chuẩn. Rồi các bạn nào quan tâm thì lên mã cho 277 nhé. Con mã tên là 277. TL277. Con này thì đến qua là 1 triệu nhé. Đấy, 1 triệu cho mã TL277. Con này còn rất là đẹp luôn. Đấy, không hình của nó vẫn mịn màng luôn. Fork viết rất đẹp luôn. Cái mặt gỗ này. Đấy, giả mặt gỗ rất đẹp luôn. Rồi bác lên mã cho em 277 này. 277 là 1 triệu nhé. Lên mã 278 là một con đồng hồ pin đánh gông búa này, pin đánh gông búa các bạn nhé. Con này mã của nó 278 nhé, mã số 278 này. Đấy. Mã số 278 trái tí. Con này thì các bác quan tâm thì lên mã cho là 278 nhé. Chiều cao con này sẽ được là đi 49 cm và chiều ngang này là 24 cm. Đấy, con này thì mặt vuông nhé các bác nhé, mặt vuông. Ở trong của nó là vuông, vuông đét luôn. Đấy, con này thì con hình chữ nhật chứ. Con này có tắt chuông ban đêm nhé, on off này, các bác không muốn nghe chuông thì phải off cho em. Đấy, còn on thì nghe chuông cả ngày cả đêm luôn. Đấy, con này nó không hiệu ứng đâu. Đấy, tiếng chuông nó như này, 30 phút thì để một chuông. Con này đánh con nhé, đánh tính con. Đấy. Đó. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em mã số 278 này. Con TL278, con này sẽ được đến các bạn đi 1 triệu 2 các bạn nhé. Đấy, 1 triệu 2. 1 triệu 2 cho mã số 278 này. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho. Đó thì bác nào quan tâm thì lên mã cho em là 278 1 triệu 2 này. Đấy, các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. 278 1 triệu 2. Dùng cho bác là một quả pin đại. Một quả pin này các bác sẽ dùng được cho em là tầm cỡ trong vòng 6 tháng đổ ngược các bác nhé. Đấy, trong vòng 6 tháng đổ ngược một quả pin. Đấy, nó dùng rất là bền luôn. Rồi một con bát giác nhé, con bát giác, con này con Coolame. Con Coolame bát giác. Con này đánh chuông kính cong luôn các bác nhé. Đấy, rất là ok luôn, rất đẹp. Đấy, con này thì tổng chiều cao của nó sẽ được là đi 46 cm và chiều ngang của bát giác của nó là 30 cm, còn mặt kính của nó 20 cm. Mặt kính là mặt kính mo thôi nhé, khung viền của nó bằng kim loại. Đấy, khung viền kim loại. Đấy. Rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho em mã số 279 này. Con 279 này thì có tiếng chuông nó như vậy, đó, kính con nhé, chuông kính con. Con này có tắt chuông, con chất tắt chuông nhé. À, có tắt chuông, có cái công tắc tắt chuông này, các bác muốn chuông này tắt đi. Một con bát giác Coolerman máy của Japan. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em 279. Con mã TL279 nhé. Đấy, TL279. Con này gửi đến vào là 1.350.000 này. 1.350.000 cho bát giác Coolerman của Nhật. Đấy, đánh chuông kính con. Đấy, rất là ok luôn, rất đẹp các bạn nhé. À, rất là tuyệt vời. Một con kính con luôn. À, kính con nó có hai chế độ, bác nghe tiếng keng keng hay là chế độ kính con thì bác mua. À, con này chỉ có một chế độ thôi nhé, một chế độ cò kính con thôi, không có keng keng đâu.
Rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho 279 1 triệu 3. Rồi một con Sonola, con này con Sonola dùng hai biên đại. Đấy, con này dùng hai biên đại các bác nhé. Đó, hai biên đại. Hai cục biên đại. Con này hiệu Senco. Hiệu Senco các bác nhé. Con này thì nó sẽ lắc của nó lắc sừng. Đấy, lắc sừng. Đấy, thả con sừng này ra. Thả sừng này ra rồi sẽ lắc các bác nhé. Đấy, thả sừng ra lắc. Đó, thả sừng nó lắc. Đấy, con này hiệu Senco các bác nhé, hiệu Senco. Đấy, các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 280. 280 có chiều cao của nó là 41cm và chiều ngang của nó là 26cm, mặt kính của nó là 20cm mặt kính mo. Đấy các bác nhé, mặt kính cong kính mo. Con này cũng dùng lịch luôn các bác nhé. Một con T là 280. Con T là 280 gửi đến có là 1 triệu 250 nghìn các bác nhé, 1 triệu 250 nghìn. Đó, 1 triệu 250 nghìn cho mã TL280, một con mã của nó là mã Senco Sonola máy Transito, máy Liker các bác nhé. Rồi lên mã cho em là 280, mã 280, 1 triệu 250 nghìn. Rồi mã 281, con mã 281 con nhé. Đấy, tiếp tục lên cho các con mã số 281 này. Con 281 là một con Senco Sonola. Đấy, con Senco Sonola con này thì người đang chống lưng nó hơi cao. Đấy, chống lưng hơi cao thì bác sẽ nới cho em con ốc ra nhé. Đấy, nới cho em con ốc, còn nếu các chống lưng ở nhà, ở cái tường nhà bác mà nó bắn rồi thì không cần phải chống, còn nếu mà tường nó lả thì phải chống. Đấy, khi nới nó ra cái nó chạy nó là hoạt động ngay, nó cân nó sẽ hoạt động ngay. Đấy, con này hiệu Senco Sonola máy của Transito. Các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 281, có chiều cao của nó là 42cm và chiều ngang này của nó 26cm, mặt kính của nó là 20cm các bác nhé, 20cm mặt kính của nó, mặt kính cong luôn. Con này cũng có dùng lịch luôn các bác nhé, con này cũng có dùng lịch luôn. Rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho em mã số 281. Con TL 281 này, TL 281. Con này sẽ gửi đến các bác là đi 1 triệu 200 nghìn. 1 triệu 200 nghìn cho mã Senco 281, hiệu Senco Sonola máy của Transito, lắc sừng các bác nhé, 1 triệu 2. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em. Đấy. Cái này thì em sẽ chưa tiết chuông cho bác nghe đâu nhỉ. Đấy, nhầm. Đó. Chưa tiết chuông mà đã cất đi. Con này bác cũng không có chuông không nhé. Đó, 30 phút sẽ không có chuông đâu. Còn giờ sẽ đánh đủ cho bác luôn. Con này có dùng lịch, có lịch luôn nhé. Đấy, các bạn có vừa chỉnh cho em cái lịch này. Đó, đó, ví dụ là 17 này. Đấy, thì bác chỉnh cho em là, hoặc là 18 thì bác chỉnh cho em tới lên thì nó đây, các bác bị lăn này thôi. Đấy, 19 20 thì nó nhảy thôi. Đấy, đơn giản thôi các bạn, con này nó rất đơn giản. Nhưng dòng lịch này lên mã cho là 281 1 triệu 2 các bác nhé. 281 1 triệu 2. Đấy, con này gông cái này vào đã, không còn để con di chuyển hay lắc là nó cái lắc sừng nó rất nặng lắm. 281 1 triệu 2 các bác nhé. Đó, 282 là một con Citizen này các bác nhé, một con Citizen. Con này thì tổng chiều cao của nó sẽ được là đi 65cm, 65cm chiều cao và chiều ngang của nó được 29cm.
29 cm, mặt của nó mặt vuông luôn nhé, mặt của nó mặt vuông. Con này tiếng chuông nó như thế này, con này đánh chưa con không? Con này là dòng Liker các bạn nhé, con này dòng Liker. Đấy. Pin thì nó sẽ sử dụng cho chuông thôi. Đấy. Còn là lắc này nó sử dụng cho máy đồng hồ. Đấy, các bác hết ví dụ hết pin thì các bác vẫn cứ có xem thể xem được đồng hồ nhé. Ok, các bác không có pin thì nó sẽ không đánh chuông đâu, nó sẽ không có chuông đâu. Đấy. Đó, cái tiếng của nó là tiếng này tiếng cơ, tiếng này tiếng đang tanh tách 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 này là tiếng của cơ nhé, ai của cơ nó chạy nhé. Đó. Rồi các bác lên mã cho em là mã số 282. Con TL. TL 282. Đấy, con này gửi đến các bác là 1.300.000 nhé. 1.300.000 cho mã 282. Một con Citizen, máy của nó pin Liker các bác nhé, máy pin Liker. Rồi lên mã cho em 282, 1.300.000. Rồi đến một con Citizen nữa này. Đấy, con này con Citizen, con này hoa góc nghiếc đàng hoàng rất đẹp luôn. Đấy. Con này thì chiều cao của nó sẽ được là đi, tổng chiều cao nó là đi 50 cm và chiều ngang này của nó là 26 cm. Mặt của nó mặt vuông các bác nhé, mặt vuông và hoa góc rất đẹp luôn. Đấy. Con này thì có cả chuông, tắt chuông ban đêm. Các bác không muốn nghe chuông thì bác tắt đi nha. Đấy, chuông đánh rất vang luôn, hiệu Citizen của Japa. Mã cho em là mã số 283 nhé. Con mã 283 này thì chất liệu của nó thì bằng gỗ hết nhé, bằng gỗ thịt luôn. À, bằng gỗ thịt luôn. Chiều cao 50 cm và chiều ngang của nó là 26 cm. Đấy, lắc nước đang rất là mạnh luôn. Con này lên mã cho em là mã số 283. Con TL 283. Con này gửi đến là 1.250.000. Đấy, 1.250.000 các anh nhé. 1.250.000 cho mã 283. Rồi con lên mã cho em 283. Là một con Iron đấy, con của Chasiton của Japan các bác nhé. Đấy, con này cũng dòng là dòng pin Liker, cũng dòng pin Liker các bác nhé. Đấy, con này thì lên mã cho em là mã số 284, có chiều cao của nó 42 cm và chiều ngang này của nó là đi 24 cm, mặt kính của nó chỉ được 18 cm thôi các bác nhé, mặt kính 18 cm. Đấy, con này cũng có dùng lịch luôn, dùng lịch luôn các bác nhé. Đấy, một con Achizon Xron chứ. À, máy của Chasiton Japan. Lên mã cho em là mã số 284. Đúng rồi, 284. Con TL 284, con này gửi vào là 1.200.000. 1.200.000 cho mã 284 các bác nhé. Đấy, rất là ok, rất đẹp luôn. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho, dùng lịch luôn nhé. À. Đây tiếng chuông, em chưa biết tiếng chuông quên. Con này 30 phút không có chuông. Đây là 30 phút có chuông nhỉ, em quay nó gấp quá nó không lên được. Để phân lại phát nữa này. À, thế là 30 phút có chuông, em quay gấp quá. Đó. Đó, có chuông. Đó, lên mã ta 284, 1.200.000. 284, 1.200.000 các bạn nhé. Tư 1.200.000. Rồi lên mã 285. 285 là một con Citizen con nhé, một con Citizen.
Đấy. Con này thì chiều cao của nó sẽ được là đi, con này thì không có trụ, chiều cao đó là 58 cm và chiều ngang này của nó là 28 cm. Đấy, con này thì chất liệu của nó thì bằng gỗ nhé, bằng gỗ luôn. Đấy các bạn, con em lấy pin ra rồi sao chưa lắp pin, còn chưa lắp pin mà em cứ bật khẩu. Con này có chuông kính cong luôn các bạn nhé, đó chuông kính cong luôn này. Chuông kính con rất là ok luôn. Tổng chiều cao nó sẽ được là đi 58 cm và chiều ngang này của nó 28 cm. Chất liệu của nó cũng bằng gỗ nhé các bạn nhé, chất liệu của nó cũng bằng gỗ luôn. Đây là chảy xước ở đây này, chảy xước đây tí nhé. Rồi nó lên mã cho em là mã số 285, con TL 285, TL 285. Con này của mình bắt đầu 1.300.000, 1.300.000 cho mã 285 các bạn nhé. Đấy. Và tiếp em có một con dòng này là nó cho pin nhưng không thấy nó chạy. Đấy, cho pin không thấy chạy. Đấy, cho pin không thấy chạy nhá. Em có hôm nay có 3 con thanh lý này. 3 con để thanh lý cho pin không chạy. Đấy. Cho pin không chạy nhưng mà chuông của nó vẫn vẫn đánh. Đấy, vẫn có chuông. Lắc của nó đây. Cho pin là không thấy nó chạy. Đó. Lên mã thanh lý cho bác luôn nhé. Lên mã thanh lý luôn cho bác là con này mã số 286 này. Đấy. TL 286 này. Con này gửi đến con là đi 500.000. Đấy, 500.000 cho mã 286 bác nhé. 286 500.000. Rồi bác nào quan tâm lên mã cho. Rồi một con Citizen nữa. Con này thì con này mất kính rồi này. Mất kính rồi, con này pin của nó thì chuông của nó thì đây. Đấy. Đấy, chuông nó đánh nhưng nó kéo lên nó không lên được hẳn. Nó cứ vè vè đây mà không thấy nó chạy. Đó, thì con này nó vỡ kính này. Đấy, và chuông thì vẫn có. Đấy, chuông thì vẫn có và lắc cũng vẫn lắc nhưng không có lắc thì chưa có khác lắc khác lắc khác lắc khác, khác vào thì vẫn lắc. Đấy, nhưng mà đồng hồ sẽ không chạy. Đấy, chuông thì vẫn ok, đánh gông vòng rất đẹp luôn, rất là nghe rất hay luôn, là vỡ kính này. Đấy, con này cũng lên mã thanh lý các luôn nhé, lên mã thanh lý luôn. Đấy, lên mã thanh lý luôn. Con này thì lên mã cho em là mã số 287. Con mã 287.
con TL287. Con này gửi đến gọi là đi, con này gửi đến gọi là đi 400.000. Đấy. 400.000 coi nhá, 400.000 cho mã TL287. Đấy. Đánh gông vòng. Nghe các bạn nhá, 400.000. Còn một con Senko nữa này. Con Senko con này cũng bắt giác nhá. Đấy, con bắt giác. Đấy, con này thì cũng cho pin cũng không thấy chạy. Đấy, con pin cho pin không thấy chạy, cho pin cho nhà không thấy chạy luôn. Đấy, đây cho pin không thấy nó chạy. Con này thì máy của nó là máy nhạc của nó là nhạc pin các bạn nhá. Con này con nhạc pin. Chuông pin. Đấy, tạch cái nhưng nó không phát nhạc, à không phát chuông. Đấy, cho pin rồi. Mà không thấy nó phát chuông phát nhạc gì đâu. Đấy, thì lại lên thanh lý luôn cái mã này cho bác luôn nhá, lên mã thanh lý cho bác luôn này. Con mã số 288 nhá. Đấy, con mã 288. Con TL288 này, con này chúng ta đi 400.000 các bác nhá, 400.000. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em 288 400.000 luôn đấy các bác nhá. Đấy. Rồi tiếp tục lên con đồng hồ treo tường. Đấy. Con này con mã MAG. Mã của nó là con hiệu của nó là MAG. Có chiều cao và chiều ngang của nó là đi sẽ được là đi 23 cm chiều ngang và chiều cao của nó 31 cm. Con này thì chất liệu của nó là bằng gỗ các bác nhá. Mặt của nó là mặt kính, còn số thì số viết thôi. Còn máy của nó là máy của Japan, máy Japan. Một máy pin tiểu các bác nhá, một máy pin tiểu máy Japan MAG. Đấy, hiệu của nó VKF247. Con này các bác lên mã cho em là mã số 289 này. Con mã TL289, con này gửi đến có là đi 200.000 các bác nhá, 200.000. Đấy, 200.000 cho mã TL289 máy máy MAG của Japan các bác nhá. Rồi một con Remix này. Đấy, con Remix máy của nó cũng là Japan. Đấy, con này các bác quan tâm mình lên mã cho là mã số 290. Con 290 này có chiều ngang của nó 30 cm và chiều cao này của nó là 28 cm. Đấy. Các bác lên mã cho em là mã số 290. TL290, con này gửi đến bác là 200.000. Đấy. 200.000, chất liệu của nó là bằng gỗ nhé các bác nhá. Chất liệu của nó bằng gỗ Fox các bác nhá. Đấy, gỗ Fox. Rồi một con MAG nữa này, một con MAG nữa. Con này con máy kim trôi coi nhá, MAG máy cực nó kim trôi. Hiệu của nó VKF243N. Con này thì chế độ của nó là máy máy kim trôi, còn là máy của nó là máy Japan Nhật Bản. Khung của nó bằng gỗ và chiều ngang của nó là 33 cm và chiều cao nó cũng là 31 cm. Đấy. Con này các bác lên mã cho là 291. Con TL291, con này gửi đến bác là 220.000. 220.000 cho mã TL291 các bác nhé. Một con máy kim trôi, các bác nào mà không muốn tích tách tạch tạch ở trong nhà thì các bác lấy cái con kim trôi cho nó an toàn. Đấy. Rồi một con Senko này. Một con Senko số nổi các bác nhé. Một con Senko số nổi. Con này khung nó bằng gỗ luôn các bác nhé. À, chiều ngang của nó sẽ là 31 cm 5 và chiều cao của nó là 29 cm 5 thôi. Đấy, máy của nó là máy Senko Japan. Đấy, chuyện mộc của nó nằm giữ này các bác nhé. Đấy, rất là ok, rất đẹp luôn. Đấy, mặt của nó là giả kiểu là vân, cái giả trong là giả đá kiểu giống như là cái mặt đá. Con này các bác lên mã cho là mã số 292. Con TL292 TL292 các bác gửi với bác đi 300.000 các bác nhé. 300.000 cho mã 292. Một con máy Senko Japan số nổi kim này. Đấy, máy của nó máy Japan luôn các bác nhé, rất đẹp.
Rồi một con Nationa, con Nationa con này thì máy của nó là con này có kim đèn các bác nhé, có kim nó có đèn, kim có đèn và bốn cái nốt này có đèn luôn các bác nhé. Con này thì bác lên mã cho em là mã số 293. Con 293 này có chiều ngang của nó là 32 cm và chiều cao nó 31 cm. Khung của nó, chất liệu của nó là bằng nhựa giả gỗ các bác nhé, xung khung bằng nhựa giả gỗ. Hiệu Nationa của Sapa. Đấy. Dùng một máy pin chung, các bác nhé. Đấy. Máy của nó máy chung, máy chung các bạn, máy của nó rất đẹp luôn. Đấy, cái chỗ mà để qua đựng pin là đây, đựng pin của cái kim đèn nằm đây nhé, hai cục pin đại. Đó. Rồi các bác lên mã cho là mã số 293. Con 293. Mã TL293, con này của mình có được đi 300.000. 300.000 cho mã 293 các bác nhé. Rồi lên mã cho em T Nationa, hiệu Nationa. Đó. Rồi lên mã cho em con cái gì Jible cái gì này, Radio Control, con này Radio Control các bác nhé. Con này thì đường kính của nó sẽ được là đi 31 cm, đường kính của nó 31 cm. Rồi lên mã cho em 294, con TL294, con này của nó là 180.000 với một con Radio Control. Đấy. Nói chung là các bác dùng Radio Control quen thì lấy Radio Control nhé. Tại nhiều bác không dùng được, khi gửi đến thì các bác lại bảo cho pin và nó chạy dò sóng thì các bác bảo kim chạy loạn xạ bị lỗi thì các bác lại sẽ không lấy, các bác sẽ quay hàng về thì nó tội nghiệp em. Đấy, các bác nghe kỹ cho em là Radio Control. Đấy, các bác nào mà có dùng quen thì dùng, còn không dùng được thì dùng mấy cái dòng máy quét thôi. Đó. Rồi lên mã cho em là mã số 294, 180.000 các bác nhé. Rồi một con Simulac, con này sẽ có đường kính của nó, đường con này máy kim trôi, đường kính của nó sẽ là 33 cm, mặt của nó mặt kính nha các bác, mặt kính này. Đấy. Rồi lên mã cho em là mã số 295, một máy của nó là máy này là máy SKB China các bác nhá, máy SKB China, nó rõ ràng nó biết là SKB China. Đấy, chứ không có úp mở, tại vì nó là máy nào là máy Nhật là máy Nhật, còn máy nào SKB China hàng xuất nó là hàng xuất, còn hàng Trung Quốc chính hãng là hàng Trung Quốc chính hãng các bác nhá. Thì con này thì em lên mã cho là 295, con TL295, con này sẽ gửi đến con là 170.000 cho con Lê mã 295. Với những con này mà các bác ra chợ mua thì 170.000 không thể mua được các bác nhé, em nói thẳng các bác như thế. À, những cái dòng bây giờ đều ra chợ mua hơn 200 nó sẽ không được ok như này đâu. Máy các bác em bao cho bác máy là dùng ok luôn. Đấy các bác nhé, nó là máy hàng xuất, các bác dùng thoải mái luôn. 170.000 cho mã 295. Rồi một con Radio Control, khung của nó là vỏ nó bằng gỗ này, máy của nó máy Radio Control, con này sẽ đang dò sóng. Đấy, nó đang quay như này thì nhiều bác lại bảo là nó lỗi, nó quay lung tung. Đấy, cho nên là các bác sẽ không nhận hàng, nó là rất là phức tạp. Đấy, rồi lên mã cho em là mã số 296 này. Con đường kính của con Radio Control này nó vào được 34 cm và nó không có bằng gỗ các bác nhá. Đấy, lên mã cho em là mã số 296, con TL296, con này sẽ gửi được là 180.000 cho mã con sen Casio, con Casio Radio Control. Đấy, rồi lên mã cho em nhé. Đấy, nó sẽ khi mà nó dò quay hết rồi thì nó sẽ dừng lại, tất cả dừng kim lại thì mình sẽ dò sóng lấy giờ của mình. Lấy giờ của mình sẽ ấn vào cái nút này cho em. Đấy, các bác nhé, nút này ấn nháy thôi, ấn nháy một nút cho nó là mình lì. Đấy, nó có cái công thức của nó tất đấy. 296, 180.000 các bác nhé. Rồi một con Daily, con này thì nó sẽ máy của nó là máy máy của nó máy Việt Nam thôi nhá, máy Việt Nam này. Đấy, máy Việt Nam, con Daily máy Việt Nam này. Lên mã cho em là mã số 297, con 297 TL297, con này gửi đến là 150.000 thôi nhá. Đấy, 150.000 cho 297. Đấy, máy Việt Nam mà tự nhiên thì hạ thấp giá thành quá. Đấy, cho nên là thôi 150.000 thôi. Đấy, mình là người Việt Nam mình lại hạ thấp giá thành của người Việt Nam, nhưng mà nó thật là về hàng Việt Nam thì cũng nói chung là cũng không bằng của hàng của người ta được. Thế nên là thôi gửi đến các bác là 150.000 các bác nhé, 297, 150.000.
rồi một con Citizen này. Đấy, một con Citizen các bác nhé, một con Citizen à. Con này có nhạc các bác nhé, con này có nhạc đấy, lắc và xoay của nó vẫn là ok. Con này thì sẽ có 6 bản nhạc và nó sẽ ngắt nhạc ban đêm khi có khi ánh sáng không có con nhé, khi mình tắt đèn đi sẽ không có ánh sáng là nó sẽ không phát nhạc. Đó. Đến giờ nó đến giờ nó phát nhạc là như vậy nhé các bác nhé, đến giờ nó phát nhạc là như vậy. Đấy, con này thì các bác lên mã cho là mã số 298 này. 298 nó có chiều ngang là chiều cao của nó là 52 cm và chiều cao này của nó là 30 cm. Mặt của nó là mặt kính, khung của nó bằng nhựa các bác nhé, khung của nó bằng nhựa, đây là giả gỗ này, mặt của nó giả gỗ. Đấy, phần nữa này là phần nhựa trong, kính nhựa nhựa trong, nó giả gỗ này. Các bác lên mã cho 298 nhé. Con TL298 con này gửi đến bác là 650.000. 650.000 cho mã 298 coi nhé. Rồi lên mã cho 298 650.000 này. Đó. Một con máy của nó là máy Senko Japan. Của nó là máy quét coi nhé. Rồi một con này là con Hello Kitty này. Đấy. Cho em xin lấy pin nữa. Rồi, có pin nữa. Nó sử dụng cho bác là đi hai quả pin đại và một quả pin trung các bác nhé. Hai quả pin đại và một quả pin trung. Đấy, con này thì đến giờ nó sẽ phát nhạc như vậy. Đấy, các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 299 này, có đường kính của nó 37 cm. Đấy, một con Hello Kitty màu hồng. Đấy, thế giới màu hồng của các bé này. Con lên mã cho em là mã số 299 nhé. Con TL299 này. Con này gửi đến bác là 400.000. 400.000 cho mã 299 nhé. Đấy, một con Hello Kitty. Rồi một con này là con Senko, mã của nó là Senko các bác nhé. Con này sẽ sử dụng đi 3 pin trung và 1 pin tiểu. Đấy, đến giờ thì nó sẽ phát nhạc và nó sẽ có những cái vòng xoay dưới sau như này nhá các bác nhé. Con này tổng chiều cao nó sẽ được là đi 58 cm và chiều cao ở chiều ngang của nó 30 cm. Hiệu của nó Senko, số 5 mã và 2 kim các bác nhé. Đấy, có hiệu ánh sáng ban đêm sẽ không phát nhạc. Đó, cái nút test ở dưới các bác nhé. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho mã số 299 300, mã số TL300 này. Con TL300 con này gửi đến các bác là 900.000. Đấy, 900.000 cho mã TL300. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé và liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 13198 nhé. Bác nào quan tâm mã nào thì liên hệ, cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 13198, em ghi cho em thành rồi. Và các bác cần chi tiết thì cứ liên hệ kết bạn Zalo với em, số này em có Zalo, số của em số Zalo sống và làm việc các bác nhé. Rồi ok, xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi hết video của em. Xin chân thành hẹn gặp lại các bác trong video sau.